Thánh và kính chào mục sư. Thầy Thánh, chúng ta đã bước qua một cái tháng đầu tiên ở trong năm 23 rất là sinh động, phải không các ông bà anh chị em chúng ta? Chúng ta có một cái, không chỉ là một cái New Year mà hai cái New Year. Và rồi mà chúng ta còn được refresh, retreat qua hôm qua cái buổi retreat của Hội Thánh. Chúng ta thấy Hội Thánh chúng ta rất là phước hạnh được ở trong cái mùa xuân của Chúa tràn đầy, tràn ngập và lời Chúa và được đổ đầy ơn phước của Chúa qua lời của Ngài. Sáng hôm nay chúng ta một lần nữa đến với trở lại với lại thư tín Văn Nhất. Sau một cái thời gian dài qua những cái kỳ lễ, bây giờ chúng ta trở lại thì chắc là chúng ta cũng cần phải ôn lại một chút để nhớ lại. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào trong cái phần đoạn kinh thánh này thì tất cả chúng ta có cái dàn bài ha, thì chúng ta thấy rằng trong cái dàn bài chủ đề của phần đoạn kinh thánh buổi sáng hôm nay là biết rằng bạn biết Ngài, như trong cái phần đoạn mà chúng ta vừa được nghe. Ông sứ đồ Giăng nói là hỡi con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội, và nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Và rồi trong cái phần sau thì ông nói này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, và rồi ông đưa ra những cái dấu để mà chúng ta thấy được trong cái sự nhận biết. Và chính vì vậy ở trong cái dàn bài chúng ta thấy có ba phần hoặc là ba câu hỏi, để ba cái câu hỏi trắc nghiệm để cho thấy được cái tình trạng thuộc linh của chúng ta. Cái thứ nhất là để mà biết chúng ta để biết thì chúng ta phải tự hỏi chính mình. Cái câu hỏi thứ nhất mà mình đặt ra đó là bạn có được Ngài bao phủ không? Và chúng ta sẽ đi vào ở trong cái phần thứ nhất, đó là nói về khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta có nhận thức được rằng chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình, và nói đến Ngài là cái của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Và cái phạm vi của cái quyền năng của lễ chuộc tội này, tức là sự chết của Chúa Giêsu, là không những vì tội lỗi chúng ta thôi mà cũng vì cả tội lỗi của thế gian nữa. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong phần này. Trong cái câu hỏi thứ nhì, từ câu 3 tới câu 5, phần đầu của câu 5 thì đó là bạn có biết Ngài không? Làm sao để chúng ta biết là chúng ta biết Chúa? Thì chính lời Chúa cho chúng ta thấy này là tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài. Ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và ông nói thêm, kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời là trọn vẹn trong người ấy. Chúng ta thấy là khi nếu mà chúng ta nói là chúng ta biết Ngài thì chúng ta phải tuân thủ với lời của Ngài, và phải có cái sự thay đổi bởi lời của Chúa, và tình yêu của Chúa được thành toàn ở trong đời sống của chúng ta. Và trong phần thứ ba đó là cái câu hỏi là bạn có ở trong Ngài không? Cũng có hai phần ở trong đó là đấng Christ ngự trong bạn và đấng Christ hữu hình qua bạn. Trong cái câu bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lời Chúa, chúng con cảm tạ Chúa những phước lành Chúa ban cho chính mỗi cá nhân chúng con, gia đình chúng con và Hội Thánh Anaheim. Trong năm mới, chúng con kinh nghiệm được những phước hạnh, ơn phước Chúa đổ đầy chúng con qua lời của Ngài và tình yêu của Chúa bày tỏ trong Hội Thánh của Chúa. Sáng hôm nay một lần nữa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con có cơ hội được đến với lời của Ngài. Lời của Chúa sáng hôm nay là một cái sự kiểm chứng cho đức tin của chúng con. Mình xin lời Chúa ở cùng mỗi chúng con và đánh động vào lòng mỗi chúng con, mở lòng mở trí chúng con, và cho chúng con có sự nhu mì hạ mình nghe lời Chúa, để cho lời Chúa soi sáng rõ tình trạng của chúng con, và trong mỗi cái tình trạng của thuộc linh của đời sống chúng con,
Nguyện xin Chúa cho chúng con có sự đáp ứng phải lẽ với lẽ thật, với quyền năng của lời Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con dâng hội thánh Chúa, dâng mỗi chúng con trong cánh tay quyền năng yêu thương của Ngài và cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong khi hội thánh chúng ta tưng bừng vui mừng có những cái ngày để mà đón xuân mừng Tết, rồi được làm mới lại qua lời của Chúa, thì nếu mà chúng ta nghe tin tức thì chúng ta biết là ở Việt Nam trong ta nói trong 6 ngày nghỉ Tết thôi đó là có 3.000 ca cấp cứu mà có 10 người chết chỉ trong 6 ngày Tết thôi. Thì cái nguyên nhân thì chắc thì cũng nhậu nhẹt rồi đánh nhau rồi gây thương vong. Và chúng ta cũng biết như ở đây thì cũng trong cái đêm giao thừa Tết Nguyên Đán thì cũng có một cái sự kiện, một cái ông Việt Nam ổng vào cái club mà ổng bắn một số người đã chết. Tôi thấy là tôi nghe nó là 3.000 cái ca cấp cứu, tôi tưởng tượng nước Việt Nam trong 6 ngày Tết nó toàn là cái tiếng cấp cứu không, 3.000 vụ kinh khủng không. Và mình thấy là cái tội lỗi nó đầy dẫy ở trên cái thế gian này. Khi mà chúng ta sống một cách yên ổn vui thỏa ở trong Chúa, ở trong sự khoan phòng của Chúa, thì ở ngoài kia chúng ta thấy những người không có Chúa, cái đời sống của họ rất là kinh khiếp. Mà kinh khiếp hơn nữa đó là cái khái niệm tội lỗi ngày nay nó rất là tồi tệ, nó rất là mông lung và nó không có một cái tiêu chuẩn nào hết trơn á. Mỗi người có khái niệm về tội lỗi khác nhau, ai cũng cho mình đúng hết và họ có cách để biện minh cho những cái điều sai trái mà mình làm. Họ không có một cái tiêu chuẩn nào về tội lỗi hết và họ tự cho mình cái quyền để làm tất cả những cái điều mà họ muốn, bởi vì họ không có Chúa và chính họ là Chúa của chính họ và cái quyền lực tối tăm đang tể trị trên đời sống của họ. Thành ra họ không còn một cái khái niệm gì về tội lỗi hết. Nhưng mà cái thực tế đó nó cũng không chỉ dừng lại ở trong thế gian thôi. Ngay cả trong hội thánh Chúa, từ hồi những hội thánh đầu tiên, giống như trong hội thánh mà sứ đồ Văn đã gửi thư tới, thì cái khái niệm tội lỗi nó cũng gặp những cái khó khăn. Đó như về chúng ta học những lần trước là cái phái trí hệ giáo họ cũng có một cái định nghĩa, một cái khái niệm về tội lỗi. Họ nói là cái con người mình là có hai phần tách biệt nhau, cái phần tâm linh và cái phần thể xác. Mà khi được cứu rồi, tâm linh mình là được cứu thánh thiện hoàn toàn, nhưng mà cái thể xác của mình nó không có dính dấp gì hết. Cái thể xác là cái nó đại diện cho tội lỗi, cho thế gian, và nó có quyền phạm tội. Và như vậy thành ra họ cứ sống trong tội lỗi và họ nghĩ cái đó là cái chuyện của xác thịt. Thành ra ở trong cái hội thánh đầu tiên và những cái hội thánh cho đến bây giờ thì những cái tình trạng tội lỗi vẫn xảy ra. Nhưng mà trong ngày nay chúng ta thấy cái thực tế là cái suy nghĩ về tội lỗi của con dân Chúa ngày nay như thế nào, và nó bày tỏ ra cái thái độ của chúng ta khi chúng ta phạm tội. Và chính vì vậy mà cái thư tín này chúng ta thấy rằng lời Chúa rất là thực tế trong mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta. Ở đây ông như chúng ta ở trong phần đầu thì sứ đồ Văn nêu lên cái thực trạng đó. Nhưng mà trước khi mà ông dẫn vào trong cái tình trạng tội lỗi ở trong hội thánh á, thì ông nêu lên một cái vấn đề đầu tiên, đó là ông nói về ngôi lời. Đầu tiên chúng ta nhớ là sứ đồ Văn nói gì về ngôi lời. Ông nói là ngay từ ban đầu, ngay từ buổi đầu, ông giới thiệu về Chúa Giêsu là ngôi lời. Và
Ông giới thiệu về ngõ lời là điều có từ trước hết, đó là cái từ cái cõi đời đời vô cùng, là lúc mà Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện hữu từ trong cõi đời đời vô cùng với Đức Chúa Cha. Và như những lần trước mà chúng ta cũng đã học đó, thì Đức Chúa Trời không chỉ đồng hiện hữu với Đức Chúa Cha, nhưng mà Ngài cũng ở trong gian cho chúng ta biết là Ngài đồng công với Đức Chúa Cha trong cái sự sáng tạo nên vũ trụ, vạn vật và con người chúng ta. Và một cái đặc tính nữa mà ông nhắc tới là Ngài là Đức Chúa Trời, là sự sáng và trong Ngài không có sự tối tăm. Và ông nói rằng nếu mà ở trong câu 6 ví bằng chúng ta nói mình giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng ta nói dối. Thì ở đây khi mà ông dẫn độc giả của ông vào trong cái khái niệm về sự về tội lỗi, thì ông cho biết cái tiêu chuẩn của cái tiêu chuẩn của Chúa về tội lỗi và cho biết Ngài là ai. Thì ở đây, ở trong phần đầu mà chúng ta đã học đó là Chúa là Đức Chúa Trời chí thánh và trong Ngài Ngài là ánh sáng và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Và nếu mà ai ở trong Ngài thì không thể nào mà sống trong tối tăm. Và chúng ta, nhưng mà sau đó thì ông cũng cho biết một cái thực trạng nữa, đó là nhưng mà nếu mà ai nói mình không có tội thì là người nói dối. Và chúng ta biết rằng ở đây như những lần trước chúng ta cũng học là khi chúng ta được cứu thì chúng ta thoát khỏi quyền lực của tối tăm, chúng ta sống trong cái vương quốc của Đức Chúa Trời, trong cái sự sáng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn nằm ở trong quyền lực của ma quỷ, của Satan, của bóng tối nữa. Nhưng mà cái bản ngã xác thịt chúng ta vẫn còn. Và vì vậy chúng ta vẫn còn phạm tội. Nhưng mà vấn đề là chúng ta nhận thức được rằng chúng ta phạm tội. Và cái tội đó là một cái sự xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy ông nhắc tới là khi chúng ta phạm tội thì chúng ta phải đến để mà xưng tội với Chúa. Và đó là một cái điều nó cho chúng ta nhận thức được rằng cái sự nghiêm trọng của tội lỗi của chúng ta trước một Đức Chúa Trời chí thánh như thế nào. Nhưng mà mình nhìn thấy là ở trong cái thực tế ngày nay, đôi lúc không phải là đôi lúc mà rất là phổ biến, con cái Chúa trong cái sự biện minh rằng chúng ta ở trong thời kỳ ân điển, Chúa nhân từ, Chúa thương xót, Chúa tha thứ, và tất cả những cái tội lỗi của chúng ta mình nói trí huệ giáo, nhưng mà thật sự mình coi cái tội lỗi nó không là gì hết và mình cứ cho qua mà không hề ngay cả xưng tội với Chúa. Và mình nghĩ có những cái tội nhỏ cũng không có đáng. Thì cái đó nó nói lên là mình không có nhận thức rõ về Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời chí thánh như thế nào, và tội lỗi nó nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì sự chí thánh của Đức Chúa Trời, cho nên vì chỉ một cái tội nhỏ cũng là một cái sự xúc phạm đối với Chúa. Và chúng ta có cái thái độ cần có đối với Chúa, đó là phải đến và xưng tội cùng Ngài. Thì ở trong cái phần tiếp theo này chúng ta thấy là ông dẫn vào trong một cái nhận thức thứ nhì, đó là cái quyền năng của sự tha thứ. Ở trong phần trước thì ông nói đến Chúa là đấng thành tín và công bình sẽ tha thứ những tội lỗi chúng ta và làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta. Thì ở trong phần thứ nhì này ông nói đến cái điều là cái nhận thức là cái quyền năng của sự tha thứ, nó cái phạm vi và cái năng quyền của sự tha thứ của Chúa. Ông nói rằng ta viết những điều này cho các con hầu cho các con không phạm tội. Cái mục đích mà ông viết cái thư này vẫn là để cho chúng ta không có phạm tội, chúng ta nhận thức rõ ràng tội lỗi nó nghiêm trọng như thế nào, và nhất là đối với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng mà cũng sau đó cũng vậy, ông nói nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ở đây ông cũng rất là thực tế, như cái phần trước không ai không thể phạm tội, và nhưng mà cái thái độ của chúng ta khi chúng ta phạm tội là như thế nào. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha
là Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhất ở đây chúng ta thấy cái chữ mà ông sử dụng ở đây là đấng cầu thay, khi mà ông nói đến Đức Chúa Giêsu, cái sự tha thứ, cái sự tha tội của Đức Chúa Giêsu qua, đầu tiên là qua cái sự cầu thay của Đức Chúa Giêsu là đấng mà ở nơi Đức Chúa Cha, và ông dùng cái chữ Đức Chúa Giêsu Christ nói đến là, như chúng ta đã học, Giêsu là Đức Chúa Trời cứu và Christ là đấng được sức giàu, có cái thẩm quyền được để làm cái sự công việc cứu rỗi, và sau đó ông nói là đấng công bình. Đây là những cái điểm mà chúng ta cần nhận thức cái quyền năng, cái phạm vi, cái thẩm quyền của Chúa Giêsu khi chúng ta đến với Ngài để cầu xin cái sự tha thứ để xưng tội của chúng ta, thì chúng ta cần biết rằng cái ơn cái sự tha thứ của Chúa nó bao phủ chúng ta như thế nào. Và nhiều lúc thứ nhất là hoặc là chúng ta không coi không có nhìn nhận đúng đắn về cái sự nghiêm trọng của tội lỗi, và rồi chúng ta cũng không nhìn nhận đúng đắn cái thẩm quyền và cái năng quyền và cái phạm vi của cái ơn của tha thứ của Chúa, cho nên chúng ta phớt lờ qua hết tất cả những cái, chúng ta bỏ qua những cái tội lỗi chúng ta đã làm xúc phạm Chúa, và chúng ta cũng không đến, chúng ta không nhận thức rằng chỉ có Chúa mới có thể tha thứ của chúng ta, bởi vì và cái công việc của Chúa ở đây nói là đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha. Chúa luôn luôn cầu thay chúng ta, và cái chữ cầu thay này là cái chữ nói được sử dụng để nói về Chúa Thánh Linh. Trong cái nguyên nghĩa là người biện hộ, và từ này được sử dụng ở trong Phúc Âm Giăng 14 để chỉ về Đức Thánh Linh. Ở trong câu 16, ta lại sẽ nài Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đây là một cái lẽ thật chính Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta, là cho những người ở trong Chúa, những người được Chúa chọn, được Chúa cứu, sự hiện diện của Chúa, và Chúa như ở đây trong câu 16 nói, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Và hơn thế nữa, cái chữ đấng yên ủi là cái chữ mà đấng cầu thay á, nó cũng nói đến một cái đấng luôn đi bên chúng ta để mà an ủi, hướng dẫn, dạy dỗ, và cũng chính đấng đó đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay chúng ta. Và cái sự cầu thay đó nó có quan trọng đến chúng ta, chúng ta có nhận thức được cái công tác và công việc mà Chúa đang làm trên đời sống của chúng ta, để chúng ta luôn luôn đến với Ngài trong sự xưng tội của chúng ta, và nhận thức rằng Chúa có quyền năng để tha thứ tội lỗi chúng ta. Và hơn thế nữa, cũng như ông nói rõ ràng hơn nữa là Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, trong chức năng làm đấng cứu thế đến để cứu, và hơn nữa ở trong câu phần cuối cùng nó tức là đấng công bình. Ngài là đấng công bình, và chính cái sự công bình của Chúa mới có thể tha thứ được cho tội lỗi chúng ta, và đó là cái thẩm quyền và cái phạm vi mà Chúa Giêsu có trong cái sự tha tội. Và khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta có một thái độ đúng đắn khi phạm tội, chúng ta đến xưng tội và tin chắc rằng chúng ta được bao phủ ở trong quyền năng và sự ơn tha thứ của Ngài. Và trong câu thứ nhì thì ông đi vào chi tiết hơn nữa là ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà vì tội lỗi cả thế gian nữa. Ở đây chúng ta bước qua phần thứ nhì, đó là chúng ta được bao phủ bởi sự chuộc tội hữu hiệu của Ngài. Và cái chữ của lễ chuộc tội, của lễ chuộc tội lỗi chúng ta ở đây nó làm một cái chữ nó mang cái tính thần học và rất là đặc biệt. Nó có nghĩa là làm cái điều làm xoa dịu hoặc là làm thỏa mãn
Chúng ta biết rằng ở trong ngày xưa thì trong cái tiềm thức, cái suy nghĩ của con người rằng cái sự dâng tế lễ đó là làm xoa dịu đi cơn giận của các thần. Và ở trong sự dạy dỗ của Chúa, trong cái sự tế lễ cũng vậy, cái của lễ đó là để làm xoa dịu cái cơn thạnh nộ thánh của Chúa. Chúng ta biết như đã trình bày, khi chúng ta phạm tội cùng Chúa thì chúng ta xúc phạm đến cái sự thánh khiết của Ngài. Và cái sự xúc phạm đó, như Chúa nói, cái giá của tội lỗi là sự chết, phải có một cái sự chết, phải có sự đổ huyết để làm để xoa dịu cái cơn thạnh nộ thánh của Đức Chúa Trời. Và ở đây thì sứ đồ Giăng dùng cái chữ của lễ chuộc tội này là cái của lễ mà dùng để làm xoa dịu đi, làm thỏa mãn cái sự cái cơn thạnh nộ thánh của Đức Chúa Trời. Một số cái từ liên quan chúng ta hiểu thêm về bản chất của tội lỗi của lễ chuộc tội đó là cái động từ dân lễ chuộc tội hay là đền tội, có nghĩa là làm thỏa mãn. Thì ở trong Hebrew đoạn 2 có nhắc tới là nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Ở trong Hebrew cho chúng ta thấy rõ là chính Chúa Giê-xu đã trở nên cái của lễ chuộc tội để đền tội cho dân sự của Ngài. Và từ này nói đến một cái lễ đền tội phải dâng để làm nguôi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và ở trong xuất Ê-díp-tô 25 thì cái từ này nói về cái nắp của cái nắp thi ân. Ở trong xuất Ê-díp-tô đoạn 25 tôi sẽ đọc cái phần thứ nhì ở đây. Ngươi hãy cất, Chúa hướng dẫn dân sự của Chúa đóng cái hòm giao ước, và ở phần cuối và cái nắp thì Chúa nói là ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi, lại làm 2 tượng cherubin bằng vàng giác mỏng để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài, 1 tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia. 2 cherubim sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt lại nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và trên nắp thi ân giữa 2 tượng cherubim trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Chúng ta thấy cái nắp thi ân là nơi là cái nắp để đẩy cái hòm giao ước. Nó cái nắp này thì nằm giữa cái đám mây vinh quang của Chúa, và ở bên trong đó là cái bảng đá luật pháp đã bị đập bể. Và vì trong cái sự dâng lễ thì huyết của con sinh tế sẽ rảy lên ở trên cái nắp thi ân này, và nó đây là một cái sự diễn đạt là một cái sự chuộc tội ở đây. Như chúng ta biết rằng tất cả tội lỗi phải trả bằng phải được trả bằng huyết, và đây là cái hình thức để cho thấy rằng tội lỗi là phải được trả bằng huyết. Và chính trên cái nắp thi ân đó đã diễn ra một cái sự chuộc tội ở đó. Và như vậy thì huyết được rải ra giữa Đức Chúa Trời, giữa cái đám mây vinh quang của Chúa, và luật pháp bị phá vỡ là cái bảng bảng đá nằm ở trong hòm giao ước. Và huyết của con sinh tế, chúng ta biết rằng nó chỉ là cái tượng trưng để nhắc nhớ đến sẽ có một đấng, sẽ có một con sinh không tì vết, như khi Chúa đến thì ông Giăng Báp-tít nói kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ đến cất đi tội lỗi của thế gian. Thì đó, trong những cái tế lễ đó, trong cái hình ảnh mà dân con sinh đổ huyết ra chỉ để nhắc nhở dân sự Chúa rằng sẽ phải có một cái sự đổ huyết để được tha tội, và cái sự đổ huyết hoàn chỉnh nhất, hoàn toàn nhất, tuyệt đối nhất, đó là cái sự chết huyết của chiên con của Đức Chúa Trời, đó chính Đức Chúa Giêsu Christ.
Và ở trong Hebrew đoạn 7 thì cũng có nói ấy đó là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hàng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dân chính mình Ngài làm tế lễ, vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời. Ở đây Hebrew nói về Chúa Giêsu là chính là thầy tế lễ và cũng là của lễ, Ngài thay dân sự để dâng của lễ, và của lễ đó chính là Ngài. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng cái ở đây khi mà sứ đồ Giăng nói rằng Ngài là chính Ngài là của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Cho chúng ta thấy là cái của lễ chuộc tội mà chúng ta nhận được để có được sự cứu rỗi, để có được sự tha thứ, để được phục hòa cùng với Đức Chúa Trời là chính Ngài, là Đức Chúa Trời, là đấng ngôi hai của Đức Chúa Trời đến thế gian, và Ngài đã chết để có thể xóa tất cả những tội lỗi của chúng ta, mặc lấy cái sự cho công chính của Ngài trên đời sống chúng ta, để chúng ta có thể phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy khi chúng ta phạm tội, sứ đồ Giăng chúng ta biết khi chúng ta đến thì chính cái quyền năng tha thứ của Chúa Giêsu mà Ngài đã trở thành cái của lễ chuộc tội chúng ta. Và hơn thế nữa, ông nói cái phạm vi của cái sự tha thứ đó không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Ở đây ông muốn nói tới cái phạm vi nó vượt ra khỏi, đối với người Do Thái thì họ tin rằng cái sự cứu rỗi chỉ đến trong nhà của trong dân Israel, dân Do Thái thôi. Và nhưng mà lời Chúa nhiều hồi nhiều lúc cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi đến với mọi dân tộc, mọi chi phái. Và ở trong Khải Huyền thì cho chúng ta biết rằng trong ngày sau cuối thì mọi chi phái, mọi lưỡi sẽ xưng Chúa là Chúa, Chúa Giêsu Christ là Chúa. Và ở đây thì ở trong câu này cho chúng ta thấy rằng cái phạm vi tha thứ nó vượt ra khỏi chỉ người dân Do Thái, nhưng mà đến với tất cả các dân khác. Nhưng mà nó không có nghĩa là một cái luận thuyết về sự cứu rỗi đại đồng là mọi người, cuối cùng rồi mọi người sẽ được cứu, thì nó cũng không có đúng. Bởi vì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chỉ những ai tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ thì cái ơn cứu rỗi mới được có hiệu lực ở trên họ. Cho nên ở trong câu này thì một số cái luận điểm cho rằng là sự chết của Chúa là có hiệu lực cho tất cả mọi người. Nhưng mà nếu như vậy thì mọi người đều được cứu hết, thì nó cũng không có cái tính nhất quán của lẽ thật của lời Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái ý của ông Giăng không có nghĩa rằng mọi người sẽ được cứu. Cái chữ mà không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa, ở đây nói đến nó vượt qua cái phạm vi là tuyển dân của Chúa là người Israel, mà nó đi ra tới những dân tộc xung quanh nữa. Và ở trong văn 3 thì cũng có nói tới cái điều này là ở trong câu 14 thì sứ đồ Giăng có chép: xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên những ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ ràng chính sứ đồ Giăng đã trình bày rõ ràng về cái
sự cứu rỗi chỉ đến với những người được Chúa chọn từ buổi sáng thế, và những người mà không tin thì vẫn không nhận được cái ơn cứu rỗi này. Ở trong câu 18 nói là ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét mà Đức Chúa Giêsu chịu đã đem lại cái sự tha thứ nhờ tình yêu và ân điển tối cao của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 3 cho chúng ta thấy: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển mà Ngài được xưng công bình nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời được quy định trong luật pháp, đòi hỏi phải dâng một con chiên không tỳ vết, Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời thì phải đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Và thật sự Ngài là đấng vô tội. Chúng ta thấy ở trong phần trước sứ đồ Giăng cũng có trình bày Ngài là ánh sáng và trong Ngài không có sự tối tăm. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là một cái đấng vô tội, chí thánh hoàn toàn, cho nên cái của lễ mà Ngài dâng lên, chính mạng sống của Ngài sẽ được Cha chấp nhận. Và thật sự nếu mà Đức Chúa Giêsu không đáp ứng được nhu cầu đó thì sẽ không có sự cứu rỗi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu là đấng làm Đức Chúa Trời chí thánh và là con người hoàn toàn không có sự phạm tội trong Ngài, cho nên Ngài đã trở nên cái của lễ chuộc tội toàn hảo, đáp ứng được cái yêu cầu công chính của Đức Chúa Trời chí thánh để làm thỏa mãn cơn thạnh nộ thánh của Ngài. Và Ngài không chỉ là đấng dân của lễ chuộc tội cho tội nhân, mà Ngài cũng chính là của tế lễ chuộc tội. Điều này được ghi lại ở trong Ê-sai đoạn 53. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt của người chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng từng mở miệng, bởi sự ức hiếp và sự xử đoán nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người. Có ai suy nghĩ rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mộ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Ở trong phân đoạn kinh thánh này chúng ta thấy tiên tri Ê-sai đã trình bày về cái sự chết như một cái của lễ toàn hảo lên Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng về điều đó. Và cái sự đền tội của Chúa Giêsu là như ở trong phần tiếp theo nói là không những vì tội lỗi của chúng ta mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa, là cái sự đền tội của Chúa dành cho mọi tầng lớp, những người được Đức Chúa đã được chọn lựa từ buổi sáng thế, ở trong mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước được Ngài kêu gọi vì danh của Ngài. Và chính Chúa Giêsu cũng từng dạy dỗ ở trong Giăng đoạn 10. Lời Chúa trong Giăng đoạn 10 từ câu 14 tới câu 16 cho chúng ta biết.
Đức Chúa Giêsu phán: Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy, ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Và trong câu này chúng ta thấy lời Chúa cho chúng ta biết sự đền tội của Đấng Christ trên thập tự giá cho tất cả những người mà Ngài đã chọn từ buổi sáng thế để ăn năn và tin nhận Ngài, chứ không phải chỉ cho dân Do Thái hay là những cái tín hữu thuộc hội thánh trong thời của sứ đồ Giăng mà thôi. Và sự chết của Ngài không đền tội hoặc thỏa mãn công lý thiên thượng thay cho hàng triệu người không ăn năn và vô tín, là những người sẽ phải đứng trước mặt quan tòa trên ngai trắng và lớn. Từ đó họ sẽ bị tuyên án, nhận lãnh hình phạt đời đời trong hồ lửa. Và điều này được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 20. Thế thì chúng ta ở trong cái phần này thì chúng ta thấy là lời Chúa bày tỏ rõ ràng về cái thẩm quyền và cái năng quyền và cái phạm vi của ơn tha thứ của Chúa qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta có nhận thức rõ được cái bản chất thánh khiết của Chúa và cái tầm mức nghiêm trọng của tội lỗi và cái năng quyền cứu chuộc của Chúa Giêsu, để chúng ta có một cái thái độ đúng đắn khi chúng ta phạm tội. Bởi vì cái sự phạm tội là cái điều không thể nào tránh được đối với tất cả chúng ta. Chúng ta được cứu, được ở trong cái sự sáng của Chúa, nhưng mà xác thịt của chúng ta vẫn còn những cái tội lỗi. Chúng ta chưa được trong một cái thân thể vinh hiển hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn nhận đúng đắn về cái tình trạng của chúng ta. Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta có nhận biết Chúa để đến với Ngài, xưng tội cùng Ngài và nhận thức rằng cái quyền năng tha thứ của Ngài có thể tha thứ tất cả những tội lỗi chúng ta, và như ở trong phần 1 nó làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta. Ở trong câu 3 thì sứ đồ Giăng tiếp nói tiếp: Này tại sao chúng ta biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào mà chúng ta biết được là mình biết Ngài? Và ông nói ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Chúng ta qua phần đầu ở trong cái phần thứ nhì, đó là tuân thủ lời của Chúa. Này là tại sao chúng ta biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Cái chữ này ở đây là một cái từ chuyển tiếp mà sứ đồ Giăng để dùng để mà giới thiệu một loạt các phép thử mới chứng thực sự cứu rỗi và khuyến khích cái sự xác tín của các tín hữu. Rồi sứ đồ Giăng giới thiệu với các độc giả của ông thêm một số phương cách mà họ có thể dùng để chứng thực rằng họ bước đi trong sự sáng và có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nêu cái trường hợp này bằng tinh thần rất là chắc chắn khi mà ông sử dụng cái cụm từ chúng ta biết. Cái cụm từ này được dùng ở trong cái thì hiện tại hoàn thành, và nó có nghĩa là cái sự hiểu biết này nó là một cái sự hiểu biết liên tục và liên tục nhận thấy một cái điều gì đó qua cái kinh nghiệm. Và cái sự xác quyết này đến từ cái việc vâng phục điều răn của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Và người nào không có đặc tính này sẽ phải tự hỏi rằng liệu mình có tin Chúa chưa, và Đức Thánh Linh có đang hiện diện và đang thật sự hướng dẫn dắt chúng ta trong cái đời sống của chúng ta hay không. Và những cái tín hữu thật sự kinh nghiệm được cái sự thuận phục dưới thẩm quyền của lời Chúa thì có thể tin chắc rằng họ biết Ngài. Đây là một cái sự thẩm định, một cái để chúng ta kiểm tra. Ông đưa ra rất là rõ ràng: này, tại sao chúng ta biết mình biết Ngài? Ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và
nhận thức có được khi mà nhìn lại một cái hành động ở trong quá khứ, đó là nói tới một cái hành động là tin vào cái ơn cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, và hành động đó đã sinh ra những cái kết quả liên tục ở trong hiện tại. Và sứ đồ Giăng nói đến không phải là cái sự, đây không phải là những cái sự hiểu biết huyền bí giống như của những người trong trí huệ giáo, họ cho rằng cái sự hiểu biết đó là một cái sự rất là huyền bí mà chỉ có một cái nhóm người nào đó cao siêu mới có thể hiểu được, chứ không phải là ai cũng có thể hiểu được. Thì đây cái sự hiểu biết ở đây nó dựa trên một cái thực tế là cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Cũng nó cũng không phải là một cái sự hiểu biết của những cái triết học Hy Lạp về vũ trụ hay là về tự nhiên, giải cốt hay là đồng bóng chiêm tinh, mà trong cái thời của sứ đồ Giăng rất là phổ biến, hoặc là đối với cái chủ nghĩa khoái lạc, thì cái sự hiểu biết đối với chủ nghĩa khoái lạc đó là nó dựa trên những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm về lạc thú ở trong cái thế giới vật lý. Thì ở đây cái sự hiểu biết ở đây mà sứ đồ Giăng đề cập tới nó không phải là nó không có giống như những cái sự hiểu biết của những người ở trong những cái trường phái đó, mà nó liên hệ tới cái kinh nghiệm nhận được ơn cứu rỗi và ở trong cái mối liên hệ với lại Đấng Christ. Do đó sứ đồ Giăng liên hệ sự vâng phục ở bên ngoài cho thấy rõ cái thực tế biến đổi ở bên trong, tức là nhận biết Chúa Giêsu Christ qua sự cứu rỗi. Ở trong Tít, khi mà sứ đồ Phaolô viết cho ông Tít thì cũng có nói về vấn đề này, để thấy sự khác biệt giữa cái hiểu biết giả và sự hiểu biết thật. Thì ở trong câu 16 trong Tít đoạn 1, sứ đồ Phaolô có viết là những cái người, có một số người họ xưng là mình biết Đức Chúa Trời. Và ông ghi là họ xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Cho thấy đó, cái gì mà họ nói và cái gì họ làm nó trái ngược nhau. Họ tin vào một Đức Chúa Trời chí thánh, nhưng mà đời sống của họ thì là những cái việc gian ác, đáng ghét, trái nghịch và không có một việc lành nào hết. Thì điều đó cái đời sống nó phản ảnh lại cái thực trạng tâm linh của họ. Không thể nào một người đã kinh nghiệm Chúa cách cá nhân như đã trình bày ở những cái phần trên là có thể sống ở trong sự tối tăm, khước từ Chúa. Và một cái đời sống mới ở trong Chúa phải là một cái đời sống được thay đổi bởi lời của Ngài. Trong phần tiếp theo, những cái người thật sự biết Đức Chúa Trời là những người phải theo đuổi đời sống thánh khiết và đúng với lại cái giao ước mới của Ngài. Giống như tiên tri Jeremy ở trong Jeremy đoạn 31 nói lên cái bản chất giao ước đó, là ở trong Jeremy đoạn 31, Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va. Vì chúng nó thảy đều biết, đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Ở trong Jeremy đoạn 1 từ câu 31 tới câu 34. Cái sự vâng phục đi kèm theo cái sự cứu rỗi không phải là một cái sự vâng phục theo luật pháp bị áp đặt từ bên ngoài, hoặc là giữ một cách hời hợt đạo đức giả, mà đó là một cái thái độ thành tâm vâng phục và xuất phát từ lẽ thật được giữ ở trong lòng. Rồi sau khi được Đức Thánh Linh tỏ bày qua lời của Chúa, dù là các tín hữu phải vật lộn với tội lỗi, nhưng
họ có thể đồng ý với tác giả của thi thiên ở trong thi thiên 19 là xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội, nguyện tội ấy không cai trị tôi thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Và ở trong Roma đoạn 7 thì cái tâm tình đó cũng được sứ đồ Phaolô trình bày ở trong Roma đoạn 7 từ câu 21 tới câu 25 là: vậy tôi thấy có luật này ở trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dắt theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, vì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp tội lỗi. Này là tại sao chúng ta biết mình biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và cái từ giữ ở đây nó nhấn mạnh tới một cái ý tưởng vâng lời một cách cẩn thận, cẩn trọng và tỉ mỉ. Từ này cũng có thể dịch là gìn giữ. Theo đó, trong cái ngữ cảnh này thì sẽ có nghĩa là gìn giữ các điều răn của Ngài. Và giữ là cái động từ được sử dụng thì hiện tại theo thể chủ động, nên từ này diễn đạt việc tín hữu liên tục gìn giữ điều răn vì họ xem đó là điều quý báu. Như ở trong Thi Thiên 119 câu 33: hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường lẽ thật thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ác sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Chúng ta giữ điều răn của Chúa mà bởi vì chúng ta nhận biết bản chất của Chúa là tốt lành, lời Chúa là quý trọng và có một cái thẩm quyền, có quyền năng để cứu chúng ta. Và khi mà chúng ta thật sự kinh nghiệm rõ ràng, càng kinh nghiệm rõ ràng về Chúa, về quyền năng của lời Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ say mê và tìm kiếm, học hỏi lời Chúa và giữ các điều răn của Chúa, bởi vì nó trở nên một cái lẽ sống của cuộc đời mình. Sứ đồ Giăng không muốn độc giả mình thỏa mãn với một cái tiêu chuẩn công bình thấp kém tầm thường. Và trái lại thì ông nhấn mạnh một cái sự vâng phục sâu rộng xuất phát từ lòng thật sự tôn kính các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 5 của thư tín này thì ông cũng có nói là: ai tin Đức Chúa Giêsu Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn của Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề. Và khi chúng ta thật sự yêu mến Chúa, nhận thức đúng về Chúa, về lời của Chúa, thì những cái luật pháp Chúa và những cái sự dạy dỗ ở trong lời Chúa nó sẽ không phải là cái gì nặng nề. Và chính lời Chúa cũng ban cho chúng ta một cái năng quyền để chúng ta sống động trong lời của Ngài. Tất nhiên có những cái ở trong cái bản ngã con người, là như sứ đồ Phaolô nói, có những cái sự giằng xé, tranh chiến. Nhưng mà dầu sao thì khi chúng ta nhận thức, càng nhận thức rõ, thì cái sự thu hút của lời Chúa, quyền năng của lời Chúa ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta, để dẫn chúng ta vào trong gìn giữ lời Chúa, trân quý lời của Chúa. Dưới giao ước mới, Đức Chúa Trời chấp nhận sự vâng phục dù không hoàn hảo nhưng thành thật, và xuất phát từ lòng yêu mến của người tín hữu. Ở trong câu 4 tiếp theo thì sứ đồ Giăng cho chúng ta biết: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Khi mà chúng ta nói là chúng ta biết Chúa thì sẽ có một cái sự thay đổi, bởi vì cái con người cũ chúng ta là con người tội lỗi và không có sự nhận biết Chúa. Và khi mà không có sự nhận biết Chúa thì không có say mê, không có ham mến lời Chúa.
Nhưng mà khi chúng ta nói rằng chúng ta biết Chúa thì chúng ta phải ham mến lời Chúa. Và nếu mà ông nói là nếu mà không có giữ điều răn của Chúa thì cái điều đó nó chỉ nói lên là cái điều mà chúng ta nói nó không có đúng sự thật. Chúng ta là người nói dối và lẽ thật quý không ở trong Ngài. Và mà một cái thực tế là cái chuyện mình nói như thế nào đó, nó không có quan trọng. Chúng ta nhìn nhận như thế nào nó không quan trọng, nhưng mà cái thực tế tình trạng của thuộc linh của chúng ta là cái điều mà Chúa sẽ chúng ta phải đối diện với Chúa ở trong ngày sau rốt. Như trong cái câu chuyện ở trong Matthew, Chúa nói là chẳng phải hãy những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Những kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Vâng phục, giữ các điều răn của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, nó bày tỏ rằng chúng ta thuộc về Chúa. Còn những điều gì mà chúng ta nói mà không được xác minh bằng cái đời sống của chúng ta thì nó không có giá trị. Và lời Chúa cho chúng ta biết là khi chúng ta nói và chúng ta không làm điều đó, chúng ta là những người nói dối và lẽ thật không ở trong chúng ta. Và trong ngày sau đó thì lời Chúa nói với chúng ta lạy Chúa là Chúa sẽ không biết chúng ta không không nước thiên đàng có thể không thuộc về những người như vậy. Ở trong câu số 5, nhưng ai giữ lời Ngài, lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Phần thứ 3 ở trong phần này thì cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta giữ lời Chúa, chúng ta biết Chúa, chúng ta sẽ giữ lời của Chúa. Và khi chúng ta giữ lời của Chúa thì cái lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong chúng ta. Nó là một cái chuỗi dây chuyền mà khi mà một người được đổi mới, được sống, được cứu trong con người mới thì dẫn tới cái sự nhận biết Chúa, nhận biết quyền năng của Chúa, yêu mến lời Chúa, trân quý lời Chúa, gìn giữ luật pháp Chúa. Và những cái điều đó nó dẫn tới mình càng học hỏi lời Chúa, càng trân quý lời Chúa thì mình càng biết Chúa càng hơn, và nó làm cho cái lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy, như ở trong câu 5 sứ đồ Giăng trình bày. Ở trong câu này thì áp dụng cái cách kiểm tra lòng xác tín về cái phương diện tích cực. Hãy ai thành thật và giữ lời phán của Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Và Giăng mô tả lòng kính mến thật mà tín đồ dành cho Đức Chúa Trời là trọn vẹn, không phải theo cái chữ trọn vẹn, nó không phải là nói là toàn hảo, nhưng mà nó nói đến cái sự cứu rỗi đã hoàn thành. Và cái động từ ở trong nguyên nghĩa là làm trọn, làm xong. Và tình yêu, cái tình yêu này đem đến cái sự vâng phục Chúa, vâng thuộc lời của Ngài. Và chính bởi cái lòng kính mến Chúa thật trọn vẹn này mà người tín hữu biết họ ở trong Ngài. Và đó là cái phép kiểm chứng thứ ba mà sứ đồ Giăng nêu lên. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Lần thứ ba chúng ta thấy ở đây là cái câu hỏi đặt ra là bạn có ở trong Ngài hay không? Ở trong là cái nghĩa của chữ ở trong, nó có nghĩa là sống, duy trì hoặc là ở lại. Vì vậy ở trong Đấng Christ là sống trong Ngài hay là ở lại trong Ngài. Và khi một người được cứu, người đó được mô tả là ở trong Đấng Christ, như ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 17. Chúng ta quen thuộc với văn đoạn cái câu kinh thánh đó. Được giữ chặt trong cái một mối quan hệ lâu dài. Và do đó ở trong Đấng Christ không phải là một cái không phải là một cái kinh nghiệm đặc biệt của một cái mức độ thuộc linh nào đó, nhưng mà là một cái đó là cái vị trí của tất cả các tín đồ chân chính. Khi chúng ta thật sự tin Chúa thì chúng ta ở trong Chúa, chứ không phải là cái sự ở trong Chúa nó chỉ dành cho những người đức tin cao hay là những cái kinh nghiệm của những cái cơ đốc nhân lâu năm rồi nó. Khi mà nó tin Chúa thì phải ở trong Chúa. Và sự khác biệt giữa những người ở trong Đấng Christ và những người không ở trong Đấng Christ ở đây, nó nói lên là cái người đó có được cứu hay không,
hay là chưa được cứu. Có nghĩa là nếu mà chúng ta được cứu thì chúng ta sẽ ở trong Chúa, và nếu mà chúng ta không ở trong Chúa có nghĩa là chúng ta không được cứu. Cụm từ cứ ở trong Đấng Christ tượng trưng cho một cái mối quan hệ mật thiết, gần gũi, chứ không phải là những cái sự quen biết hời hợt. Ở trong Giăng 15 thì Chúa Giêsu có nói với các môn đồ của Ngài rằng việc nhận lấy sự sống từ Ngài là điều cần thiết, bằng cách sử dụng hình ảnh cái gốc nho và nhánh nho. Ở trong câu 4 đoạn 15 Chúa có nói: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng người cứ ở trong ta và những lời ta ở trong ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây Chúa đưa ra một cái hình ảnh gốc nho và nhánh nho. Một người thật sự được cứu là một người là giống như là cái nhánh nho thuộc về cái gốc nho đó, và có một cái sức sống. Nếu mà một cái nhánh nho mà nó không sống, có nghĩa là nó không có cái sự liên kết với lại gốc nho. Thì ở đây trong cái câu số 6 mà Chúa nói rằng nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ở đây không có nghĩa là những người tin Chúa mà nếu mà không ở trong Chúa thì sẽ mất đi sự cứu rỗi. Mà ở trong đây thì chúng ta biết rằng sự cứu rỗi Chúa ban chúng ta, không khi mà Chúa ban thì không có gì cất đi được hết. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không hề thay đổi. Không có gì mà ở trong Roma đoạn 8 có nói về điều đó. Nhưng mà ở đây khi mà cái hình ảnh cái nhánh nho mà bị ném ra, nó chỉ nói cho chúng ta biết rằng đây là cái dấu để cho chúng ta biết chúng ta không thuộc vào Chúa. Cái nhánh nho đó nó không phải từ gốc nho cho nên nó bị khô, chứ không phải là bởi vì mình vì lý do nào đó rồi Chúa cất đi sự cứu rỗi. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ trong cái phần đoạn Kinh Thánh này. Văn trình bày cái nguyên tắc nhánh nho khô héo ở trong đoạn 2 câu 19 như thế này. Họ là những cái người mà đang nói về những người chống đối, chống nghịch lại với Hội Thánh Chúa và chính Chúa. Họ đã lìa bỏ chúng ta, nhưng họ không thực sự thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta, chúng sẽ ở lại với chúng ta. Nhưng việc họ ra đi chứng tỏ rằng không ai trong số họ thuộc về chúng ta. Ở đây, đây là một cái hình ảnh rõ hơn ở trong thực tế của Hội Thánh trong cái thời của Sứ Đồ Giăng. Những cái người họ chống đối lại với lẽ thật của Chúa, và họ bỏ ra, họ chống nghịch lại. Thì ở đây không có nghĩa là họ thuộc về, nhưng mà họ đã không thuộc về từ ban đầu rồi. Chứ ông Sứ Đồ Giăng, họ đã lìa bỏ chúng ta, nhưng họ không thực sự thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng sẽ ở lại với chúng ta. Nhưng việc họ ra đi chứng tỏ rằng không ai trong số họ thuộc về chúng ta. Đó là nhìn mình thấy cái kết quả để biết rằng chúng ta có được cứu hay không. Chứ không có nghĩa là chúng ta đã được cứu rồi mà chúng ta mất sự cứu rỗi. Một trong những cái bằng chứng của sự cứu rỗi là cái tính kiên trì hay cái sự ở lại bền vững trong Đấng Christ. Những người được cứu sẽ tiếp tục bước đi với Đấng Christ. Và cái điều đó có nghĩa là họ cứ ở trong Ngài. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cái công việc của Ngài ở trong họ, như trong Philip đoạn 1 câu 6. Đấng đã khởi làm việc lành sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Jesus Christ. Và họ sẽ sinh nhiều trái làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời, như ở trong Giăng 15 mà chúng ta đã được nghe.
những cái người sa ngã quay lưng lại với Đấng Christ hoặc không tuân theo cái điều đó, nó chỉ chứng tỏ là họ không có đức tin. Ở lại ở đây không có không phải là một cái là cái dấu hiệu của sự cứu, nhưng mà đó là một cái sự ở lại nó không phải là sự cứu rỗi, nhưng mà nó là cái dấu hiệu cho biết là đó chúng ta có sự cứu rỗi. Vâng, tiếp theo sứ đồ Giăng nói ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã nói. Chúng ta thấy là một người thật sự có sự cứu rỗi thì sẽ có cái sự Đấng Christ sẽ hiện hữu hữu hình thấy được qua đời sống của chúng ta. Bằng chứng về việc ở trong Đấng Christ là bao gồm cái việc tuân theo mệnh lệnh của Đấng Christ như trong noi gương theo Chúa Giêsu. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo chính mình Ngài đã làm. Như trong phần đầu trong đoạn 1 câu 6 thì nếu mà đã thông công với Chúa ở trong sự sáng thì không có bước đi trong sự tối tăm nữa. Và nếu mà bước đi trong sự tối tăm thì cho thấy là chúng ta không có cái sự thông công, có cái mối liên hệ với lại Chúa. Và ở trong Roma đoạn 6 câu 4 cho chúng ta biết vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Khi mà chúng ta được cứu thì cái quyền năng phục sinh của Chúa ban cho chúng ta một đời sống mới vinh hiển, và cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta năng lực của Chúa, của lời Chúa và của Đức Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta được sống mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Và lời Chúa trong Luca cũng nói cho chúng ta biết cái đời sống mới là khi mà Chúa nói là nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Một cái đời sống mới là một đời sống từ bỏ, mình nhận thức được cái con người cũ mình là tội lỗi để mình khước từ cái con người của mình và vác thập tự giá mình theo ta, sống trong cái tiêu chuẩn của Chúa, sống theo cái sự kêu gọi của Chúa, sống theo cái gương mẫu của Chúa để làm sao làm vinh hiển danh của Chúa. Và, thực tế thì chúng ta vẫn còn những cái hạn chế ở trong xác thịt hay chết của mình, nhưng trong đời sống mới mà Chúa ban sẽ phải có những cái biến chuyển, thay đổi tích cực mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Điều đó bày tỏ ra trong cái sự nhận biết bản chất của Chúa, nhận biết cái sự nghiêm trọng trong cái tội lỗi của mình và yêu mến lời Chúa, trân quý luật pháp Chúa và mỗi ngày trở nên giống Chúa càng hơn. Chúng ta có biết Ngài hay không? Có biết Chúa hay không? Chúa là Đấng đã giải cứu chúng ta bằng dòng huyết báu, quyền năng của Ngài. Và lẽ thật đó có biến đổi đời sống chúng ta mỗi ngày để trở nên giống Chúa càng hơn hay không? Và cái sự biến đổi đó có giúp chúng ta hầu việc Chúa và sống làm vinh hiển danh Ngài càng hơn khi chúng ta bước đi với Chúa hay không? Điều đó là cái câu hỏi để mà nhắc nhở chúng ta trong mỗi đời sống của chúng ta. Và nguyện xin lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta để rồi chúng ta nhận thức rõ cái tình trạng thuộc linh của mình. Nếu chúng ta thật sự nhận biết Chúa, nhận biết Ngài là ai, quyền năng tha thứ, ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta có phủ phục trước Chúa và để cho quyền năng của lời Chúa thay đổi, biến đổi đời sống chúng ta. Và chúng ta, nếu mà chúng ta không có thấy cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta có khao khát điều đó hay không để chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa cứu chúng ta, mang chúng ta vào trong mối liên hệ với Ngài. Và đó là cái điều cho thấy rằng Chúa Thánh Linh có đang đụng chạm, làm việc trong đời sống của chúng ta hay không. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện và ước ao rằng mỗi chúng ta sẽ tự xét lòng mình và có một cái sự đáp ứng đúng đắn với lời của Ngài.
Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, lời của Chúa đã rất là rõ ràng, cụ thể, mở ra cho chúng con thấy tình trạng thuộc linh của chúng con qua những cái dấu hiệu trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa Ngài tha thứ những cái yếu đuối, những cái sai phạm, những cái điều mà chúng con đã làm xúc phạm đến sự vinh hiển của Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng con chạy đến bên Chúa, và Chúa là thành tín và công bình. Quyền năng tha thứ của Ngài sẽ tha thứ hết tất cả những điều gian ác trong đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa một lần nữa tha thứ tội lỗi chúng con, kéo chúng con đến gần Ngài và cho chúng con mạnh dạn đến với Ngài, phủ phục trước Chúa, để cho quyền năng ân điển của Chúa hướng dẫn chúng con trong đời sống trong những ngày sắp tới, để chúng con được phục hòa cùng Ngài, sống làm vinh hiển danh Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con dâng mọi chúng con trong cánh tay quyền năng thương của Ngài và cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.